Úi xời, nét căng luôn. Mà nó lại sáng nữa, quá xinh luôn. Tuyệt vời nhá. Đó, mắt mèo xì này zoom thẳng vào mắt, đúng vào mắt mèo xì, long lanh luôn. Tuyệt vời luôn, xinh tuyệt vời luôn. Sao mặt con nào cũng đần thối ra kia? Toàn idol ngại lên tivi à? Hả? À? Cái lúc mà người ta quay này là chĩa máy quay vào là mặt phải thật là tươi, phải thả dáng ra. Cái kìa, nhìn vào ống kính này. Có con nào con Siro đâu nhìn vào ống kính. Ống kính đây mà. Rồi, Messi, ok, còn Pila. Mặt Pila đâu? Pila. Pila này. Đúng rồi, nhìn thẳng mặt vào đây. Cả con Siro nữa, bây giờ bà Pila nhìn vào đây rồi, ok nào. Nhìn đây mà nào, tập trung. 1, 2, 3 nào. 1, 2, 3 nào. Trời ơi, nhìn mặt con nào con đây đần thối ra kìa. Sợ. Ba, hai, một. Xem nào, đã xinh chưa? Để xem nào, ui giời, mặt nhìn mặt như thế này, mặt nó hơi đần nha. Nào, ba, hai, một. Chụp, toách, 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 mặt lìm ra lìm dìm kìa. Toách, 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 toách. 1, 2, 3, ok, đã xinh. Được rồi. Không xinh cũng phải xinh. Ok nhá, thế nào xong. Này, ngồi yên đấy, để anh zoom vào mặt từng đứa. Để cho nó nhìn, cho nó. Nào, zoom mặt từng đứa này. Đầu tiên là con Siro này. Siro nhìn thẳng vào đây này. Anh đang, máy quay đang chĩa về phía Siro này. Siro ơi, thả dáng thế nào. Đâu rồi. Từ từ, hai đứa kia cứ từ từ. Lần lượt đấy, cả ba đứa đấy. Đầu tiên con Siro trước, con Siro bé. Nhìn thẳng vào đây. Nhìn thẳng máy quay nào Siro. Máy quay đang chĩa về phía Siro. Ờ, xinh đấy, ok. Được. Xinh, lung linh, ok. Rồi Messi. Từ từ ngồi xuống, chưa đến lượt. Ok, Siro xinh xong rồi đấy. Pila này. Pila nhìn đây. Pila ơi. À, cả Pila, cả Messi đều nhìn về hướng này cũng được. Nhưng mà thôi cho mỗi đứa một khung hình. Pila. Pila đâu rồi? Mắt Pila đâu? Úi xổ ôi. Nét căng luôn. Mà nó lại sáng nữa. Quá xinh luôn. Tuyệt vời nhá. Nào, đang nhìn vào đây, máy quay đang chĩa về hướng này mà lại nhìn sang bên đấy, nhìn chị Mẫn làm gì. Ok, Pila xinh rồi nhá. Bây giờ đến con Messi nào, Messi ngồi dậy. Messi. Messi ngồi lên. Ngồi hẳn dậy. Ờ không, Pila lé ra một tí để cho con Messi nó lên hình. Rồi, ok, máy quay đang hướng về phía Messi. Messi đâu, nhìn vào đây nào. Rồi, Messi xinh chưa? Đây nhá, có cái máy này là nó zoom zoom, gọi là zoom nét căng luôn. Còn nhận diện khuôn mặt luôn. Quá xinh luôn. Sợ. Đôi mắt long lanh luôn. À. Đó. Mắt Messi này zoom thẳng vào mắt, đúng vào mắt Messi, long lanh luôn. Tuyệt vời luôn. Quá xinh. Tuyệt vời. Ok, Messi xinh gái. Xinh tuyệt vời rồi đấy. Pila bây giờ nào, không, Pila ngồi yên. Để anh zoom thẳng vào mắt Pila này. Pila nằm như vừa rồi đi. Nằm như vừa rồi đi. Ờ hài. Như này nhìn nó không rõ đâu. Đó. Đó. Pila ở cái vị trí này là cái vị trí mà bắt sáng tốt. Thành ra là nhìn cái lông của Pila nhìn lên là nhìn nó có độ sáng. Đó. Tính ra mấy ngày rồi không có con Messi. Tính ra là cũng khoảng tắm được khoảng tầm 10 ngày 2 tuần rồi đấy.
Đây này là nhìn được, nhìn rõ luôn cái râu của Pila trắng này. Zoom thẳng vào râu luôn này. Sợ. Đó. Xin chờ. Sợ. Sợ. Quá xinh luôn. Đang nhìn ngắm chị Mẫn. Được, cái này nhìn có vẻ sáng này. Tốt. Chăm chú, quá là chăm chú luôn. Quá là chăm chú luôn. Mẫn này, Mẫn. Ok. Chị Đại Mẫn à. Cứ chồng chị Mẫn đây. Ok nha. Mẫn chả chịu ngủ gì cả, Mẫn ngủ rồi này, Mẫn lại dậy. Mẫn ngủ một tí rồi Mẫn lại dậy, Mẫn lại hóng chơi. Đó, nhìn thấy chưa, nhìn thấy nó trông chưa. Mê chị Mẫn luôn. Mê chị Mẫn luôn. Đó. Chơi Pila. Pila. Pila lên ghế ngồi đi. Lên ghế, lên ghế. Lên trên. Bảo lên trên lại chạy đi uống nước. Ờ, bây giờ đây là Siro. Nào, vừa rồi chưa zoom vào mắt Siro. Ống kính đây cơ mà. Lại cũng thích làm kiểu đấy hả? Cũng được. Nào, nhìn, ngồi nằm yên nào. Phải nằm yên, im thít cơ. Siro ơi. Siro. Đây là hai đời này, là hai đời chó ở Việt Nam này. Còn con Pila là nó là... gọi là con chó ở Đức. À, Siro. Nào. Con Pila là mua ở Đức về đấy chị. Mà nó đánh lau kia cái mắt đi. Siro mắt thì bạn có Pila lên ghế vào trong bên trong kia không? Nào, Pila lên ghế ngồi. Hả? À. Bây giờ vẫn quay được mà. Nhưng mà quan trọng là nó phải đứng ngang bằng nhau cơ thì nó mới quay được cả mấy con. Siro nhìn đây nào, Siro. Siro, sao mặt ỉu xìu vậy, xinh gái mà sao mặt ỉu xìu vậy? Hả? Hả? Sợ, Siro quá xinh luôn. Xinh tuyệt vời luôn nha. Xinh tuyệt vời luôn. Kiểu này là cái kiểu, theo cái kiểu là ăn xong cũng lại buồn ngủ này, giống Mẫn đây này. Cái này là giống chị Mẫn này. Ăn xong chị Mẫn cũng thế. Chị Mẫn mà ti xong là chị Mẫn cũng buồn ngủ lim dim đấy. Đây mấy đứa cũng thế này, cũng buồn ngủ lim dim này. Nào à, mặt Siro đâu? Siro, anh đã quay Siro đã xong đâu? Kê mặt lên trên cái ghế kìa nào. Hoặc là ngẩng cao mặt lên để anh nhìn. Ờ, thế đi, thả dáng đi làm sao? Kiểu nào là cái kiểu xinh? Kiểu nào kiểu xinh thì thể hiện ra đi. Hả? À? Kiểu nào xinh gái thể hiện ra đi nào. Thể hiện chữ ống kính đi, tự tin là xem nào. Nào. Ừ, thế cũng được, nhưng mà cái ghế nó che mất một nửa cái đầu của Siro được còn đâu. Rất quan tâm chị Mẫn.
rất là quan tâm chị Mẫn luôn. Thôi ok, được rồi, đi ngủ. Đấy, chị Mẫn cũng đang được ru mổ đi ngủ rồi đấy.